ra được. Em quá đáng lắm rồi đó Khém à. Em nói như vậy sẽ càng khiến cho mọi người hiểu lầm đó. Rốt cuộc là sao? Không vậy? Có lầm đâu. Sao mà rối như vậy? Anh kìa. Tố cáo anh, cái xác ở trong quan tài không phải là Ben. Em quá đáng lắm rồi đó Khém à. Em nói như vậy sẽ càng khiến cho mọi người hiểu lầm đó. Không có lầm đâu. Sao mà rối như vậy? Anh kìa. Không tin người hả? Nhớ quỳ lại kính nha. Sao kỳ vậy? Bên kia nữa. Đâu có chết đâu. Người ta còn sống sợ sao mà. Sao tự nhiên làm tang lễ? Ben, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con vẫn chưa chết thật sao? Chú Thôi giả tạo được rồi. Hôm nay mọi người ở đây đều sẽ được biết tất cả sự thật. Mọi chuyện sẽ kết thúc chú à. Tôi có bằng chứng chứng minh chú chính là người đã giết ba tôi. Giết người hả? Đây chính là video của kẻ giấu mặt ở hiện trường của vụ án ngày mà ba tôi qua đời năm đó. Ben, con làm vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ chú đó. Người đàn ông giấu mặt trong clip, đội nón, nhìn không rõ mặt. Và chú cũng không biết người này là ai hết. Chú có dám chắc là chú không biết người ở trong đoạn clip này không? Chú chắc chắn. Người trong đoạn clip này có hình xăm ở bên tay trái, giống với người đàn ông trong clip trước đây. Kẻ tình nghi đã đẩy ba tôi rơi xuống tòa nhà. Anh ta có tên là Bết, thân cận của chú. Chú đã thuê hắn giết người, và chú còn ép ông Sạch phải giết tôi nữa. Ông ấy thật đáng sợ. Anh đừng sợ. Chuyện gì tưởng